Hòa trong không khí đón mừng Phật đảng trên cả nước sáng ngày 15 tháng 5 năm 2024 nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, Ban trị sự Phật giáo quận 4 đã trang nghiêm tổ chức lễ rước kiệu Đức Phật đảng sinh từ văn phòng Ban trị sự Chùa Long Bửu về Linh Quang tịnh xá, lễ đại chính của Phật giáo quận, sau đó cử hành đại lễ Phật đảng Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Chư tôn Hòa thượng Ban Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tư, Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Tư, Trưởng Ban Tổ chức cùng Chư tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo quận Tư, quận 10, quận Phú Nhuận, tăng ni các tự viện trên địa bàn thành phố, đại diện các cấp chính quyền quận Tư và đông đảo Phật tử đồng về tham dự. Đúng 5 giờ 30 phút sáng, Chư Tùng Đức, Ban trị sự Phật giáo quận Tư thực hiện nghi thức niêm hương tác bạch cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh từ văn phòng Ban trị sự Chùa Long Bửu về linh quan Tịnh xá, lễ đại chính của Phật giáo quận, sau đó cử hành đại lễ Phật đảng Phật lịch 2568. Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ, đạo tràng Phật tử đã thực hiện nghi thức dân hoa cúng dường kính mừng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đảng sinh thị hiện trong không khí hân hoan kính mừng Phật Đản, Hòa thượng Thích Hạnh Trí, Phó Ban Nghi lễ Trung ương, chứng minh Ban trị sự Phật giáo quận Tư tuyên đọc thông điệp Phật Đản của Đức Pháp chủ. Tiếp đến thượng tọa Thích Minh Bảo, trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Tư, đọc diễn văn Phật Đản Phật lịch 2568 của trưởng lão Hòa thượng chủ tịch Hội đồng trị sự gửi đến toàn thể tăng ni Phật tử. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã đón nhận nhiều lãng hoa tươi thắm từ ban trị sự Phật giáo thành phố, các tự viện, lãnh đạo, chính quyền các cấp, chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử đã gửi đến chúc mừng. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đối trước tôn tượng Phật Đản Sinh, chư tôn hòa thượng chứng minh đã thành kính dân hương cúng dường và đảnh lễ đức Thế Tôn. Đại chúng đồng thanh tụng kinh Khánh đảng kỷ niệm ngày Đức Từ Phụ xuất trần và cầu nguyện cho quốc thái dân an. Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo Quận Tư cũng trao tặng quỹ học bổng Nguyễn Hữu Thọ, xe đạp hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.